cậu bé khâu chân với tình yêu bóng đá cháy bỏng. Andrew Khuynh Nick sinh năm 2013, học trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk Dơ Lấp, tỉnh Đắk Nông không may bị khuyết tật khi mới chào đời. Chân trái của em chỉ dài tầm gang tay, chân phải không có. Cánh tay phải của em còn lành lặn, nhưng tay trái lại bị dị tật. Nhiều năm qua, đôi tay chai sạn ấy cũng chính là đôi chân giúp em đi lại. Cậu bé người dân tộc Mờ Nông, Khuynh Nick là con thứ 5 trong gia đình của anh Điều Pớt và chị Thị Xuân. Những bất thường đã được bác sĩ phát hiện và cảnh báo sớm, nhưng vợ chồng chị Xuân vẫn quyết giữ con lại. Bản thân Nick cũng ngoan và rất tích cực. Nick lạc quan đón nhận những khiếm khuyết trên cơ thể. Chỉ sau 6 tháng kiên trì tập luyện, cậu bé đi được bằng tay. Hành trình đến trường của Nick thật sự gian nan. Thay cho đôi chân như bao bạn bè cùng trang lứa, cậu phải đi bằng hai tay qua con đường đầy sỏi đá, đất lởm chởm. Nhưng dù vậy, Nick vẫn luôn nỗ lực để trở nên bình thường như bao bạn bè. Cậu tự tin tham gia vào đội bóng của Bon Budek và được đồng đội phân công làm thủ môn. Hàng ngày, sau mỗi giờ học, đam mê lớn của cậu chính là đá bóng. Cậu thích nhất là vị trí thủ môn, bởi lúc đó Nick có thể tự tin chơi bóng bằng tay. 5 năm đến trường, Nick luôn là một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và vượt khó. Đã có rất nhiều món quà hảo tâm gửi tặng để tiếp thêm động lực cho cậu học trò khâu chân này.